Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay vào lúc 17 giờ, vị trí cơn bão Mawa ở tọa độ 9,45 độ Vĩ Bắc, 147,0 độ Kinh Đông, với sức gió đo được tính từ tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, khoảng 75-90 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km và đang có dấu hiệu hoạt động mạnh dần lên. Dự báo trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, cơn bão Mawa di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, sau đó thay đổi hướng di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Bắc với sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Vì lúc này các yếu tố thuận lợi cho sự phát triển của cơn bão đã làm cho cơn bão có thể hoạt động đến ngưỡng của một siêu bão trên Thái Bình Dương. Với cường độ hoạt động rất lớn trong những ngày vừa qua, chúng tôi nhận thấy sự ổn định về cường độ hoạt động cũng như hướng di chuyển của cơn bão Mawa trên khu vực Tây Thái Bình Dương. Và các cơ quan khí tượng cho rằng cơn bão Mawa là một siêu bão có góc độ hoạt động mạnh nhất kể từ trước đến nay, cho nên hướng di chuyển sẽ vô cùng phức tạp và cực kỳ khó lường, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất lớn đến khu vực mà cơn bão có thể đi qua. Hiện nay, sự xuất hiện của siêu bão Mawa đang được sự quan tâm rất lớn từ một số cơ quan khí tượng và theo dõi bão quốc tế trong những ngày vừa qua. Với những hình ảnh được một số cơ quan khí tượng ghi lại được dựa trên một số mô hình dự báo bão quốc tế, vẫn chưa thể ghi lại được những hình ảnh của siêu bão Mawa trên khu vực Biển Đông. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh được chúng tôi trích xuất từ một số thiết bị theo dõi bão nhiệt đới quốc tế trong những giờ vừa qua. Sau những diễn biến nguy hiểm của siêu bão Mawa trên khu vực Thái Bình Dương sẽ là diễn biến của một cơn bão được hình thành trên khu vực Biển Đông của nước ta và một cơn bão trên khu vực Thái Bình Dương. Hiện nay, chúng tôi chưa có thêm thông tin gì mới về diễn biến hoạt động của hai cơn bão này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập những dữ liệu phân tích mới nhất từ một số cơ quan khí tượng thế giới và truyền tải đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau. Kính thưa quý vị, hiện nay dạnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị nén và đẩy xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao được tăng cường ở phía Bắc, và dự báo do ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên trong đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-60mm trên 24 giờ, có nơi 80mm trên 24 giờ. Dự báo trong chiều tối ngày hôm nay và ngày mai, ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-50mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ và khu vực phía Nam của khu vực Nam Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, có nơi trên 60mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng tại khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên trong ngày hôm nay đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ, có nơi trên 40 độ, như ở Yên Châu, Sơn La 41 độ, Mai Châu, Hòa Bình 41 độ, Bắc Mê, Hà Giang 42 độ, Bảo Lạc, Cao Bằng 40 độ, Hồi Xuân, Thanh Hóa 42 độ, Tây Hiếu, Nghệ An 41 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-65%. Dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, nắng nóng sẽ kết thúc. Tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 40-65% và trong ngày mai nắng nóng sẽ kết thúc. Sau đây là bản tin dự báo cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền trong thời gian 10 ngày tới. Dự báo thời tiết một số khu vực trong 24-48 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Riêng ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, trong ngày hôm nay còn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên trong ngày hôm nay có nắng nóng, trong chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa lớn tập trung từ chiều tối và tối. Một số khu vực khác, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng,
chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết từ đêm ngày mai đến ngày 1 tháng 6. Khu vực Bắc Bộ từ đêm ngày mai đến ngày kia sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, từ đêm ngày mai đến ngày 29 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác. Một số khu vực khác từ đêm ngày mai đến ngày 1 tháng 6, chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chi tiết đêm nay và ngày mai. Ngày mai, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Riêng ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở phía Đông Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng ở phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 30 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Ở phía Nam nhiệt độ từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Thưa quý vị, theo bản tin phát đi lúc 15 giờ của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, từ chiều tối đêm nay, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Theo đó, dự báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Trung Bộ. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường ở phía Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ chiều tối và đêm hôm nay ở Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Từ chiều tối và đêm nay, ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn, cục bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!